Điều tra nguyên nhân thiếu nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất thiệt mạng. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân thiếu nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất chết thương tâm. Ngày 5 tháng 10, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp nhận điều tra vụ việc một thiếu nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất thiệt mạng. Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 10, người dân sinh sống tại tòa chung cư CT1A khu tái định cư phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện một thiếu nữ chết trong tư thế nằm trước sảnh tòa nhà. Nạn nhân được xác định là NND sinh năm 2006, sống tại tòa nhà CT1A. Ngay khi phát hiện, người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an phường Cổ Nhuế 1 đến hiện trường xử lý vụ việc. Sau đó, vụ việc được bàn giao cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện lực lượng y tế đang xét nghiệm COVID-19 đối với nạn nhân. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.